Nhiều có ai đẹp thế? Nhiều nhiều thế? Đây á, không đi đâu quá. Bố cao, bạn lặng ngồi. Ok, hello, mình xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, trên tay mình đang là một siêu phẩm cú vàng các bạn nhá. Đấy, một con cú vàng 2 mét các bạn ạ. Đấy, và đây là một quả sáo đơn D40. Bây giờ mình sẽ đem ra để test thử các bạn nhá. Hôm nay là một trận gió từ chiều đến giờ cũng không to lắm nhưng mà test thử được các bạn ạ. Đây, mình đây là những cái mẫu diều 2 mét nhưng mà chưa lên được các bạn ạ. Mình chưa lên đuôi đây các bạn ơi. Đấy, rất đẹp nhưng mà chưa lên đuôi. Đây là con LV các bạn nhá. À, rất đẹp luôn. Đây. Đây các bạn ơi. Đây là con cú đen các bạn nhá. Con cú đen. Con này thì lan tím các bạn ạ. Mình có lan tím, lan xanh chuối và lan vàng nhá. À, con cú đỏ rất đẹp luôn, lan xanh chuối đây. Nhưng mà tất cả những cái con này các bạn ơi, tất cả những cái con này mình mới làm nhưng mình chưa cuốn đai các bạn nhé. Đây này, cái này sau mình sẽ phải cuốn chặn bát ở đây các bạn nhé. Chỗ này này, chỗ này là mình chưa cuốn chặn bát. Đấy, một quả đơn D40. Đấy, cú vàng nhá, vip cơ. Bây giờ đem test thử xem lên được các bạn nhé. Các bạn cùng đón xem nhá. Không biết là ngào bụp không. Đây, mình sẽ cầm dây China vuông 1,1 ly các bạn nhá. Nó này thả 2 mét đúng đẳng cấp luôn. Ok, đổ đĩa nhá. Bố ơi, diều của ai đĩa? Diều của bố đó, Tiến thả này. Thả bắt diều đấy à? À. Đấy, con trên trời mình đang có một con 1m7 đang bay các bạn kìa. Con đấy là con diều 1m7 của mình, con VinFast ấy. Bố ơi, bố. Bây giờ bố, mình sẽ test thử con này nhé các bạn nhá. Bố ơi, bố. Ơi. Nhưng mà sao bố cho con cái? Đi. Ê, chị. Ok nha. Hai con diều kìa. Đổ đĩa. Hai con diều kìa bố. Ờ. Sao mình thấy đi. Bố ơi. Diều của ai đi bố? Đâu. Nói chung là gió cũng khá là bé các bạn ơi. Không to mấy. Không biết là có lên được không. Nào bố bảo tung tung lên nghe chưa? À, đứng như thế. Ok các bạn này. Nổ đĩa nha cho cóc nghệ tung. Bố bảo tung tung nha. Sao bên nào bố? Đi mà đấy, không sang bên nào hết. Sao bên nào?
nhiều có ai đẹp thế, nhiều nhiều thế. Nó tung một cặp đầu xuống đất. Crash, great. Cô Thái ơi, con đoán nữa. Kìa các bạn này, gió bé lắm các bạn ạ, không có gió mới. Muốn đưa cho con đem test thử nhưng mà gió bé quá. Các bạn lùi lại cái lưỡi đi. Lùi lại đây. Đứng gần kia, đứng gần là quần dây kìa. Chả quay được cái quần bé đi tích. Lên, lùi ở đây kia. Lùi về tí được kia. Lửa đi. Nghệ cóc này. Đã chưa? Điệu hi. Lùi nhanh lên. Con chém gió cái này. Chỉnh nghèo nữa các bạn, nhưng mà gió bé lắm. Gió bé các bạn ạ. Nhìn con cú vàng lên rời đẹp không các bạn? Cú rời lên vàng đẹp nhỉ. Ui. Nói chung là không có gió các bạn ạ. Ê, gió về này. Bây giờ thì yên gió mới về này. Ui, lấy phải gặp cơn này phải đéo con cốc. Ôi, nhanh, nhanh, lùi lại kia, chạy lên kia. Giỏi quá. Có đấy. Không có gió các bạn ạ. Không có gió không làm gì nổi. Sao mày ở đây có bảo quấn dây cậu nhá. Ok bạn này. Lao xuống rồi. Không có gió các bạn ạ. À đây, giờ về bẩn cái là rửa được ngay các bạn nhá, không ảnh hưởng hết. Đấy, giờ mới anh em bảo quản tốt thì nó cứ sạch mới mãi đây. Hôm nay test thử lao vào mấy cái đống đá nó có rêu các bạn, trời nó mưa ấy. Cái rêu này nó cỏ đây nó đen xì luôn. Mình rửa qua đi cho nó mới cứng. Để hôm sau có gió to mình test lại các bạn nhá. Hôm sau gió ok hơn mình sẽ test lại nhá. Ok các bạn ơi, hôm nay nha lại có gió như mình lại đi test tiếp nhá. Như hôm nay cái nan này cái con hôm nọ gửi bán rồi anh em ạ. Hôm nay là con kiểu khác này. Con này hôm nay mình đã buộc chặn bát này. Nan xanh chuối các bạn nha. Vẫn là cú vàng để cho nó đồng bộ. Em nhìn chất không? Hôm nọ con kia nèo đầu phát lên luôn.
con này hôm nay thì chưa biết thế nào. Con này nẹt luôn. Này này đảo gì nữa nhá. Riêng đảo này tao chặt rồi luôn. Riêng này con này đảo bổn đất tao tao bẻ luôn trước mặt mày cho mày xem. Chưa thử phát nào nhá. Nói mẹ luôn cho nó vuông. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Ôi giời. Anh thọc anh cuốn dây cho mình này. Giết dân. Ừ hay. Có tội gì tội vạ đâu mày chịu hết. Chạy kéo ghế diều tao nhá. Điều xịn đấy. Ok bạn nhá. Cùng xem siêu phẩm thăng thiên xem cỡ nào nào. Con rồi chạy đi. Đừng kéo đừng kéo. Gậy nhân cóc là đĩa. Kéo lao cột điện của bố nhá. Chạy nhìn vàng này nhá không. Nó lao vào đồi nó lao cột điện. Nhậu chơi được không? Có. Hả? Có. Có như có gió không? Có. Nào giữ chuẩn bị thả này. Giỏi. Giỏi giỏi này được. Có cầm à? Ơi không cầm nhưng mà phát biểu ok không? Ok. Con không cầm được. Cầm được. Cầm làm sao được? Gió bé đúng không? Ý, kéo gấp. Bạn này không gió hôm nay vẫn bé. Phát lên luôn này. Có gió mấy đeo rồi, Linh bảo có gió. Rồi lên nữa, phải có gió thì mới lên được. Gió to gì này. Chưa thằng nào thả. Mẹ sáo kêu con quăng à. Mắc mẹ gì khác. Có gió dưới nè. Đừng nghịch con. Ê tụt 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 đuôi rồi. Diều xịn. Hai gió kéo lên. Cái loại đá. Cái loại này là cái loại diều có đéo dám thả, bảo vệ lấy thả đéo dám mà. Thôi chạy con cứ nước mua rồi, kem có rồi. Khóc, riêng Linh bây giờ dám về lấy giờ tao mua nước cho uống. Tao thả từ thố không kiểu qua thế nhẹ tao và tao vác cả đống diều tao ra tao thả. Làm nào thả được rồi là hẳn voi đâu. Thả được con Indonesia chứ hành chính vậy ạ. Mẹ rìu của mình không carbon thì lại không che. Thế bây giờ mày muốn tao thả rìu gì để vip được? Mày muốn tao thả rìu gì bây giờ? Đây, rìu đến nan xanh nan tím này. Carbon đây, áo đây. Chạy kéo lên nữa, thì không có gió mà để. Đâu, không một giọt gió nào này. À, nhưng nó lên nó đẹp như long lanh như gần cần... hết gió luôn đây này. Chạy nha, quay. Nhớ bọn trẻ con nó nghịch phá diều nhỉ. Lên được cái tao mua kem để mà ăn. Cái loại bảo không nghe. Mày nhớ cái mồm nha. Linh nha. Địt mẹ đây. Nước lên thôi để đây cái kem. Đây đéo biết đùa ai bây giờ. Mẹ, tao tung vào lên. Tao động vào cái quan trọng okay. Quan trọng ở cái gió ấy. Tao này không lên, địt mẹ không gió nhưng tao thả vẫn lên. Mày thì giỏi. Đang có cơn đây. Ê. Không lên mày kéo diều mày bẻ thẳng cho tao. Kéo con diều ấy làm ra được ấy. Dỡ xong dây hết gió. Rồi. Lỗ máy. Lại. Mình hết gió rồi. Lay không lên nữa để vứt. Ăn kem rồi. Bơm sạch dây lên. Hả? Tao biết ngay mà dối mà. Rồi rồi xuống đồi cây luôn đi để tao lấy cho. Lên đấy. Ăn kem rồi. Nhanh hết cơn rồi giật lỏng cứt ra còn kéo không xuống đâu bây giờ.
Quả lại ăn kem rồi. Ta xem mình. Ê ê ê ê ê. Kem đồi. Ta bảo ta động cái gì lên cái đấy không có gió ta cầm gió thả vẫn lên rồi. Yeah. Mày sợ cái đấy. Lên rồi đấy. Không lắp cái lớp cái đèn à? Sao mày không lắp vào? Không đi ra. Hôm qua tao lắp con đèn là nhiều cái nhất bảy con VinFast đấy. Đèn gì mà xanh xanh ấy? Đấy, đèn số. Kèm nhá. Tao vướng rồi. Đây tổ luôn. Kèm nhá anh em nhá. Ra dây đi. Ra sạch, thả sạch cho tao. Kéo xem nào. Lên luôn các bạn nhá. Không kèm thì ai địt mẹ ăn kiến đỏ đâu đốt hứa đấy. Tao buốt đấy. Bỗ vào cái bờ tường này. Ăn kem rồi các bạn nhá. Lên luôn rồi các bạn nhá. Lên như con gì nữa, ăn kem như con gì nữa. Đợi mỗi câu là ăn kem mình thì mới lên, như còn như cái lúc đấy giả vờ thôi. Đi nè. Cái gì á gì? Kem á. Ăn được kem không á? Cái đi. Đâu xem là lông lươn à. Đừng có động vào. Sao ta ăn. Tao bảo là. Rồi, nhất trí. Mày thả hết 500 mét dây rồi tao. Hết chứ còn gì nữa. Ra không lên được. Không lên cái gì mày bắn 500 mét dây được. Mày bắn kịch sàn tao. Riêng tao thả này có phải thông mấy ngày luôn. Không mà vướng. Em qua nhiều thông tốt. Ở ngoài đồng này đấy. Nhiều bay tinh đầu. Tối qua anh thả con về thông mấy đêm này. Mà thông đít. Không đít. Hôm qua khi về mà thả con đây đẹp nhỉ. Thả bắn linh bắn nghìn mét dây. Qua tao thả đây. À hôm kia nhỉ. Hôm kia hôm kia hôm kia. Ok các bạn nha. Nói chung là ăn nhau kem, ở cái đẳng diều đẳng cấp hay không anh em phải không? Căn bản lúc đấy nó có gió thôi. Có kem bắt ăn ngay. Con gió thôi không có bóc đít. Chỉ cần kem có phát ăn ngay. Giờ lên rồi các bạn ơi, phải ăn kem rồi các bạn ơi. Bắn luôn này. Tại thằng này này, thằng này không biết thả diều rồi đúng không? Không. Kem phát khác ngay, mát diều phát lên luôn. Thả diều nó không cần rơi này, bắn dây này, nhìn bắn dây này. Đi quay bắn dây này. Dấu thêm gắt đâu. Ê, bọc tay nhá. Diều này ngật rồi. Cõng con D40 này như là lông lươn nhỉ. Ờ. Ui, hơi lánh một tí thì à. Hơi lánh một tí thì. Ui, nào. Lông lươn à. Ui, kêu khẽ khách nhỉ. Có lại dây này mà thả diều này thì đứt làm sao được nhỉ. Thằng Ninh thả 2 mét dưới thì chả đứt được. Dây này bao chống cứa này. Cắn thoải mái này. Ê, kêu gì nghe sáo. Quay sáo, quay sáo. Ui, này không lên á. Anh em ơi, ăn nhau ở cái diều của mình làm nó đẳng cấp. Anh em ạ. Chứ còn thì thả thì cứ có gió là lên chứ không. Ê, tuôn dây. Ê. Cứ có gió là lên đấy chứ còn không ảnh hưởng gì nữa. Có gió là lên chứ còn thì kem thì lúc nào ăn là được. Ừ. Lên rồi các bạn ơi, phải bảo là ăn kem rồi các bạn ơi. Mất kem rồi các bạn ơi. Mất kem như cần gì nữa. Đúng nhỉ, ta động phát lên luôn. Mẹ không có gió có lên vào mắt. Không có gió thì... Mẹ nói chuyện. Ui kêu như thế sao. Quay mẹ rồi. Không quay được, con này không quay được. Ui căng lắm. Mẹ nhân Linh đang chuẩn bị về lấy con hai mẹ con bồng nhau nhá. Nào quất. Ui, kêu khét luôn anh em ạ. Video không biết nghe được không nhưng mà này đứt tiếng rồi mẹ cắt cố mày cho tiền luôn. Đấy, mẹ đây. Ui sáo kêu kinh nhỉ. Sợ luôn anh em, nếu mà thả 2 mét như vậy con dây vàng này thì cứ mà bao bão. D40 nghe tuôn dây chặn đất luôn, tuôn dây hiệu ấy hết luôn, hết nhá, hết đi. Hôm qua anh Linh bắn nghìn mét cơ mà. Ê, quận 500 mét anh em nhìn diều xa tít đằng kia rồi chưa hết. Quận 500 mét cả, không thấy diều đâu. Ôi, thấy rồi, thấy diều nhưng mà nó bé tí tí. Ngại nhân Linh bắt đầu vác con diều đẻo ra anh em nhé.
diều đấy có thằng cu cháu nó cho để nó lại diều diều đéo ấy. Diều đẹp đấy nhờ. Mua bao tiền đấy? 2 triệu. 2 triệu á? Diều được ấy nhờ. Dây xịn đấy, dây gì đây? Dây đi xin. Dây đi xin à? Chín vuông 0.1 à? À 1.1 à? Thả sướng nhỉ, 2 quận cơ à? Trả tiền chưa? Tiền thì không phải trả. Xin được. Sáo đẹp đấy nhờ. Cá rèo cá sáo lỗ đĩa ai khoái 5 lít nhá. Cá rèo cá sáo nhá.